mới đi Phật giáo đi không bay xe không thấy nhớ nhớ cái đi hiện nay này chú cầm đẹp tức lắm để thôi tham cái này thì chỉ thầy nói về mày thì thôi thầy ra đi đây này có rất là nhiều khó thầy ra đi rất nhiều đặc nghiệp có khó chi còn nằm đây này cái này để làm quét đấy con cả là quy trình đóng quá thì giải quyết một mình mình rất là khá là từ giải quyết với nhau cái gì còn đây là số điện thoại cần có cái gì thì tư vấn và bữa nay mình đi học cái bài của mình là bài giải quyết tiền mình học viết thuật rồi học cái bài giải quyết rồi bây giờ mình học bài thành phần cơ bản khi mà bài này bị nếu thầy này thì mình chỉ học có hai phần thôi còn lại bấm chat thì mình sẽ kiểm tra bài cũ hả đó họ sẽ hỏi với bạn đi định nghĩa mà bài cũ thì học xong mình nhận cái gì không cái này là học thực tế rồi học dần rồi mình cho chị học thì rồi bây giờ học xong thì mình nhận cái gì không nhớ rồi thì ra còn mình cái gì một những cái bài mình sẽ nhắc lại cái gì thầy hỏi từng cái bài này hỏi cái bài của giấy chứ tao biết đâu rất là dài mà ai mà giỏi lắm thì đọc được hai tám cho nên cái giáo viên mới xin việc là thầy cô nào mắc đến cho phải đọc được hai tám thì cô nào mà ghi vào phải làm chứ đọc lâu đọc hết tám hết nên là mọi người hãy cố gắng mà đọc để ba tám là mất một thời gian chậm đi năm đó. Cái mà còn đâu năm nhiều luôn. Như vậy thì nào không bài gì nhé? Ngồi sát kìa luôn ý. Là bài đại cương, kèm đó là bài hình thể có tạo xử lý vi khuẩn. Bài kháng sinh và vi khuẩn. Và bài vừa rồi là bài tuyên truyền vi khuẩn. Như vậy là mình học cũng bài rồi. Và bây giờ mình có những cái bài đăng của bài học. Tao vô cái mỏ bây giờ. Nhìn phía em nói. Thôi, mình có phân, nhắc lại những cái vấn đề mình phải nhớ. Tại vì bản sinh của mình trong tương lai mình sẽ bị giảm để nó rất là nhiều. Hay là 90% công việc của một bản sinh sau này sẽ bị giảm bỏ nhiều này. Và 100% sẽ thuộc là có mặt của bản sinh. Hay là cái khác là mình dùng giảm nó xuống. Nhưng mà mình không để ý là mình sẽ thành những cái máy. Nghĩa là làm cái gì được cả thì bỏ đeo nó cũng đặt cái và cũng để cho thứ một năm. Nghĩa là cái gì chạy ấy thì có nó thứ cả mà nhà bốc cái nền là đi làm 3 năm sau là thành tiêu nhiều mà làm đâu đâu thành thì này là thành bổ lý là có cái gì làm được cái gì bị hết nó theo hỏi lối lại có ở bổ lý cái gì không không họ ngán tiêu nhiều không mà chúng ta cũng làm thế tại vì khám cái đó chữa bệnh và trong ngoài quá mô và chẩn đoán có thể nội soi chẩn đoán hình ảnh siêu âm và làm những cái máy cả các thứ này và nó rất là nhiều mà nghe này bao phong cho nó bị này bây giờ mình đang trong gió đấy là bên cái điều kiện mà đặc biệt cho nên mình bị cắt quái nó bị quý và mình mới bỏ trong gió xong là nó thấy cái gì rất là nhiều còn nhiều là điều kiện một xíu xong mình nói như thế để biết rằng là nếu như không phải là cái điều kiện của tàu thì nó cũng nằm của mình cho nên phải học tính thế như vậy có một bài là bây giờ mình tỏ thì nhiều cái điện thoại bài như mình nghe được đó khó mình rất khó như vậy đó là cái định nghĩa nhớ cũng được học cũng được là bởi vì cái sinh vật là những sinh vật rất là nhỏ bé và nhìn bằng cái kiểu mình nhìn bằng mắt được cái này gọi là cái và tuần thứ tư là đi là mình sẽ thực hành và cái nhận biết có nghĩa là dùng cái nhận biết mình nhìn thấy được nó gọi là cái sinh vật như vậy thì ngày nào có cần phải nhớ học sinh cần phải nhớ là cái khác cũng cần phải nhớ vì đó là không nhưng trong đó còn nằm thanh viên buông phải nhớ đó là biết không nắm tạm với sinh động quanh ba cái lúc tại sao phải nhớ tại vì có ba cái thanh cái này giờ này nằm nhau rồi vậy thì nhau chứ học thế này học rồi đi rồi hay là tại có phương án cho cháu thôi mình học kỹ trung học rồi đi rồi mà chắc cũng ngày tạm chỉ nguyên
mình học con nhỏ nhỏ thôi. Như vậy thì giúp xã nó là đồng quanh, trên quanh cái là sự vật. Còn giúp tu là trong vùng mà có giúp chút đất để thì nó có dòng chút đất hay không. Đã ra cạc bạc xin thân lái thì cho nên con người xã là bọn chú qua trong cái rơ xã bộ rơ báo thì không quẹo như thế này. Một này là sổ đúng được đấy, sổ loài tư dưới xã nói là phải nên. Nhưng mà nó lại có con người khác. Đó là học xong rồi, bài thứ nhất với sinh học rồi, kỹ thuật trong học cả tiếng Bình rồi, cho họ đại như thế rồi. Họ đúng học rồi chứ. Ai là chưa? Học rồi, không thể ai nói gì cả. Như vậy chúng đó là những gì? Chúng đua, chúng móc, chúng tóc. Rồi sản thì có sản xe mít, sản là gác một khổ. Sản xe mít mà dài 8-10 mét. Mà như vậy thì nó là đau quá, không biết đau quá. Là như thế. Nhưng mà sau đó là bằng sinh đó, nhỏ, trẻ em nhìn, nó là đau quá, bắt đó. Mà người này bao nhiêu qua, nếu như trong tác ruột, mình lối để mình dung ra, để thật xấu. Có nghĩa là có thể lấy để 1-2 kg dung. Mà đã bằng sinh đạt được. Tại vì nếu như mình định nghĩa sai về nó, nó sẽ không sai. Rất nhiều người sau này thì nó là phục sổ cổ khám dễ chích chung tạc tư của nó, đọc nó sẽ đọc như thế nào là mình bắt đầu phải mò, phải mò bây giờ mấy học bài thạc sinh rồi liên quan đến các kỹ thuật chung của mấy học nhỏ trẻ thì càng cũng có đọc có thể mức nếu đọc nó dễ, sao cũng cho gì cả tại vì nếu cho bệnh nhi cho nó cũng có định của anh bệnh đọc như thế thì mình cho nó đọc để hiểu một bài và như thế thì bài nó sẽ là bài mà mình biết đọc nó sẽ là chuyên học thế nào và vì vậy khi học xong bài thạc sinh thì mình sẽ nói được câu hỏi đó để không sau này mình làm trải nghiệm để học vì nó là nhánh mà trong tương lai mình sử dụng con và máy tính điện thoại và cái đất nước thì cần phải có một cái là đó và trong tương lai gần tất cả đất quốc cho mọi loại bệnh mọi lứa tuổi mọi loại chức năng đều có mấy cái việc mình chỉ còn tốn thóc số bao nhiêu cả là bảy năm giờ mình chỉ còn một cái một cái và chắc chắn bây giờ chỉ yêu cần chỉ đến từng bộ đó những cái là bạn nói như thế này là một cái là mình bây giờ anh thì nó sao như là lý do một cái chương trình báo là cái bây giờ mình định nghĩa được là sao mình chân đó được và điều gì được còn nếu không không định nghĩa được là mình sao có nó mà mắc bệnh cũng xa nó mắc cái gan mắc cái cô mà nã thế nào cái đó mấy đó thì bệnh cấp tiên bệnh còn đâu thì sao phải chạy cho cho vì mình đang nằm cơ sở còn cái là hai bên lại như vậy trong cái liên quan còn nằm hai chỗ này có cái khối và cái đồ nhỏ là phần vi sinh còn năm ba nhỏ còn lại này là vi sinh trùng cùng nhau cả là vi nấm tạo sinh lông mình sẽ trồng phần tại học cái đó thì mình chưa học mà ta bây giờ là kỹ thuật số đẹp nó lại có gì sau này là tại một này nữa rồi là to lên cái nó bị bụi rồi số đẹp nó lại có gì thế nào là người khác trả lời không việc nó kỹ thuật số đẹp nhưng bác sĩ phải trả lời chính xác đó là cái mình thở khó rồi còn nếu không mình nói kỹ thuật số đẹp thì ai chả biết vì vậy trong cái bài đầu tiên mình học quá đó mình nhớ trong câu này và nó có một câu rất là quan trọng trong phần này chứ là vi sinh vật nó khác với động vật và thực vật là ở một chỗ duy nhất thôi đó là dùng cơ thể của nó là đơn bào ví dụ như vi khuẩn nấm vi nấm có thể đơn bào virus không còn có tạo tế bào còn tạo vi sinh động vật có thể tá bào như vậy nó có thể tế bào, tá bào nhưng nó không
bao giờ bị hỏa mình không? Từ bị hỏa mình gặp nhé. Không bị gặp rồi, gặp từ bị hỏa không có muốn gặp rồi, không có sinh gặp rồi. Không bị. Và tương lai cũng dài ngoài là gặp cũng bị hỏa. Rất nhiều bác sĩ. À, thế cái này là ung thư khô, bị hỏa khô như vậy. Dạ thì nó như thế nào? Mình đã bị hỏa khô như vậy. Và bị hỏa sống có nghĩa là ung thư. Như vậy một bên không thì bây giờ khách sẽ bắt đầu cái nó không phối hợp thôi, không phối hợp thì không không thì bây giờ kiểu khách sẽ không ăn định của họ. Tại vì người ta trả lời như thế mà bác sĩ mình tất cả mọi cái ngành mình đều những cái đó bây giờ còn từ biệt hoạt đó nếu mình không định thì đâu mình biết hoạt vì thế bác sĩ đó không biệt hoạt thành mô còn người của mình đọc bác sĩ bác sĩ biệt hoạt có các mô của mình nó có tổ chức chứng lại khác nhau là nguồn gốc của nó là tế bào gốc hay là tế bào mầm. Trong 8 tuần đầu của thai kỳ thì nó nhân lên liên tục để hàng tỷ tế bào nó quan quan với nhau về mặt cấu trúc và nó chưa có chức năng gì cả. Nhưng để con thì chỉ là bắt đầu chuyển hóa thành các là phôi và các chức năng và cấu trúc khác nhau. Nhưng bản chất của nó thì không thay đổi, nhưng tập thể của nó không thể thay đổi. Nhưng vậy nó biến hóa là cái tế bào cơ để nó chưa sinh sản vào tế bào thì biết các bạn chỉ là có biến hóa của nghĩa tất cả mọi tế bào của nó làm một việc nhỏ không có tế bào nào có chức năng riêng biệt vậy đó là đặc điểm lớn nhất của sinh vật thì vai để báo cáo sinh lý vi khuẩn nhau rồi như vậy vi khuẩn thì định nghĩa như thế nào, như thế nào là vi khuẩn, như thế nào là biến đổi của năng nhau thì mình quay lại mình phải tái để như thế nào là vi nào tại có đề như thế nào là sao luôn mình sẽ tái của người ta và không là mình sẽ sai cái kết quả trong điều trị trong tương lai và sau này mình có một cái từ nhiễm trùng mình sẽ gặp mình sẽ sai như thế nào biết quan là trong cái bài thứ nhất đó định nghĩa đó là sinh vật tế bào và nhân vật nhân vật thì đó là nhân thì có một nhân sắc thể không có màng nhân và vất tế bào vất tế bào nó liên quan đến câu đó thì vì nên các bài hạt sức cũng sẽ thấy nó sẽ liên quan còn nếu mình không để ý thì là mình học hết cả bài này thì chúng ta quay lại học chứ không phải cái gì nó cũng được cái quần gì thì đẹp đến gì thì đẹp nó sẽ không lên những cái bài đẹp bài đầu tiên có phương đòi này thì đó là cái quần nó sẽ khác hoàn toàn ở bên đồ nó khác hoàn toàn ở nóng ta anh lớp này nghe nhẹ không vậy thấy những cái tâm bài mình thì mình có cái tư này bởi vì bệnh nhân của mình bao vì là chứ không phải là nhiễm khuẩn, không phải là nhiễm vi trùng, không phải là nhiễm nấm. Bệnh nhân bao vì là mỗi khối lượng bệnh sốt cao, bệnh bao tác lượng bệnh như vậy mình bảo rằng mình nói luôn, mình nói cái này là nhiễm tim, cái này là nhiễm cả thước, cái rất là rõ. Tại vì mình cứ biết mà nhìn cái gì cả. Rồi. Mình thấy mình đối xử với người ta. Sau 5 đến 3 ngày, 3 đến 5 ngày điều trị, thì mình chẩn đoán đây là nhiễm khuẩn. Thì lúc đó mình sẽ có tư thẳng còn không có thể nhiễm trùng sau nhiễm trùng có nghĩa là mình không làm được cả nên tôi đã nghe với một bác sĩ trong điều trị ngày thứ nhất là nghi nhiễm trùng tuyến tiêu ngày thứ hai là nhiễm trùng tuyến tiêu ngày thứ ba là nhiễm trùng tuyến tiêu và sau cùng là nhiễm trùng tuyến tiêu đạt ổn định sau điều trị và kết quả là toàn bộ hồ sơ này là hoàn toàn sạch bởi vì ngày đầu là nhịp trung nhưng mình chưa biết nhưng ngày thứ hai mình biết nó là nhịp khuất hay là nhịp cái đốt hoặc là nhịp nặng chính xác không mình để mình điều trị còn nhịp trung nó không điều trị nhịp trung mình đã biết nó là cái gì đó điều trị và lại quả chắc thì sau tháng tới người ta cái nhịp trung điều trị người ta điều trị có khả năng có khả cái khuất phải kháng sinh thậm chí người ta thấy là kháng cái đốt ba loại để kiểu gì trong cái này để cứu kiểu gì của anh như bệnh viện thì không được. Kể từ trong khi mình học rồi, bữa nay mình học thế rồi. Và kể từ hôm nay thì mình sẽ không có sử dụng từ siêu vi. Ví dụ viêm gan siêu vi, sốt cho những siêu vi ở trẻ em là trong các những y học bây giờ chúng ta không gọi những siêu vi. Cái này là cái ban chứ miền Nam để thấy ai sử dụng siêu vi. Thực ra
từ này dùng thì nó không đầy đủ và nó sai. Nên viêm gan và viêm gan virus sốt cho nhiễm virus viêm gan siêu vi không phải sốt nhiễm siêu vi viêm gan siêu vi là bỏ bây giờ tất cả mọi người thì nó không phải là vì dùng cái này là mình ngay mình phải bác sĩ tại vì bác sĩ không dùng tiền siêu vi nhiễm siêu vi hiện nay có nhiễm viêm nhâm tiền còn viêm gan nhỏ nhớ siêu vi là bốn mươi sáu đô hai trăm tiền tiền mà kiểu nhâm vi trong cái bài hình thể bác sĩ thì cái khuẩn mình có một sơ đồ sau cùng một bài đó là sự phản đi cái sự phản là trong mỗi trường lòng mà nghe thấy cái sơ đồ đó rồi thì anh dạy của nó cái sơ đồ đó sơ đồ gì vậy là vị trí đó này ở đâu á sơ đồ mà cái này cái nhỏ gì mà sơ cây tay cây đó cây bé á không kịp chơi đoàn A B C D đi phải có vậy này giai đoạn này giai đoạn mà tiêu mặt này tặng vào đây này. Có mau lần. Có mà. Nhưng mà cái này liên quan gì đến bản thân? Có liên quan gì không ạ? Tất cả mọi thứ không ghi luôn chuyện của tôi. Tại vì nó. Bạn biết ở đâu? Bạn chưa biết đâu? Và người ta không còn. Nó là bản tin và cái bài mình có thể. Thì mình đang ghi dưới như này. Như vậy nó sẽ liên quan đến cái giai đoạn này giai đoạn thứ bảy giai đoạn khởi hóa cả đi cũng cả đến cả giai đoạn toàn hóa nó mới cãi cãi và giai đoạn khôi phục cãi hô cãi hô không phải một rồi cãi hô chơi chín với chín phải quay cho đến chín với chín phải chín thành trăm là tới và tao cũng cảm cho bài nhiệt trung nó sẽ đi đến như thế. Nhiều người nói như vậy là sáng cái kêu bài thì sẽ khởi hóa không nhớ mà hiểu ai nói sáng khi làm khởi hóa là sẽ con hóa và sáng con hóa là hồi phục chỉ có chỉ phải chỉ phần trăm bệnh nhân mà sẽ nhận định thế này hay là cái khác bác sĩ không cần can thiệp gì cả vì để cho nó sốt ngày thứ hai thứ ba ngày thứ tư là nó vẫn sốt thì ngày thứ năm là lại mình cho gì còn nếu mà lại tiêm thì mình cho ba cái thì lâu thì quay lại cái tay mình nói sẽ tại vì diễn biến là chắc chắn cho nên các cái thể của mình sẽ đóng vai trò rất là nhỏ ở trong tình trạng diễn biến của bệnh mình chỉ góp phần trong 0.1 đến 0.3% diễn biến xấu và trên những bệnh nhân có nguy cơ nặng trong bệnh viện để làm từ hồi gần năm nay từ hồi thế còn hầu hết những cái thể này nó ảnh hưởng những cân dung gì cả những cân dung gì vì vậy trên tay của mình phải giảm cái lớn rồi cái phần không rồi là cả cái tiền của mình là cái gì điều gì luôn anh những người vì vậy cho nên cái xe đồ này là buộc mình phải nhớ và phải tự dùng nếu phải là biết quá sơ sơ để cho để thì tài năng các giai đoạn của mình nhìn kỹ như thế này khác tiền từ còn tại sao là cái sinh vật giai đoạn này dễ giai đoạn này dễ trong sách có nói rồi giai đoạn lây lan đối trong sách có đọc được cái này giai đoạn khởi phát mọi cái bài nhiễm trùng giai đoạn khởi phát giai đoạn lây lan có đạt qua giai đoạn toàn phát là chắc chắn phải dừng lại vì để qua bệnh viện đặc biệt là các bài nhiễm trùng có nhiễm mình nhiễm qua bệnh nhân cả mình biết rồi lại mãi là ra viện được điều ra hôm nay vẫn đa số vẫn đang rất mệt mỏi hiện tại mãi ra viện được vì đó là giai đoạn quan phát quá rồi mình chắc chắn là nhưng mà nói ra cái giai đoạn khởi phát thì mình giải nó phải vượt qua quan phát rồi nếu như chưa đang ở giai đoạn khởi phát thì mình chưa cho nên nó sẽ liên quan đến cả xác định thì mức độ năng động của bệnh diễn tiến của bệnh và tiến lên của bệnh cho nên nhiều khi cái đấy tôi nói cái này nó đặc biệt được là một cái đó đặc biệt thì nó đã được mình nói cái này chuẩn bị cái chân viên nó bao giờ sợ cái này nó sẽ nặng đến rất nhiều nó sẽ rất là xấu vân vân tất cả đều liên quan đến cái người này mà mình phải thấy thầy thuộc của mình đâu có sai sót gì cả cái gì cũng quyết định cả cũng như là chồng là bây giờ cứ xảy ra rồi nhưng mà xử lý nó sẽ rất là mình xử lý cứ như xảy ra tí liều được nó sẽ xảy ra như thế mình thành bác sĩ được chứ còn nếu không thì mình là như cái máy
chán thì cái đèn đỏ ai hứng ta sẽ sắm vào rồi ta mới còn cái này đồ ăn nó sẽ lớn và sẽ xem với toàn bộ để cái lên đấy là một cái nhiều người sẽ có đông và phải để ý không phải dạ thầy cô làm dạ trong bài thì nhân đây của cái cuộn thì cái cuộn mà nhân đây mà lớn thì con đôi thầy con bảo vì vậy từ một cái phần ban đầu mình hành hành của mình dùng bỏ một khoảng thời gian là gọi là thời gian thể nghỉ rất là quan trọng và những cái con thời gian thể ngắn khoảng 20 phút ví dụ như ba chân hàn rất bệnh thì tiểu cầu vân vân sau này gặp nhưng có cái con rất dài ví dụ con báo dài thì hai giờ vì thời gian thể này nó sẽ liên quan đến cái thứ hai và liên quan đến kháng sinh của mình tới thì không phải là khi các bạn là ai thì tại sao như vậy thì cái chỗ khó nhất người ta sẽ bỏ rất là nhiều câu hỏi khi liên quan đến nó tuy nhiên người ta sẽ hỏi những cái cảnh khác người ta hỏi liên quan đến nhiều liên quan đến tâm lý ví dụ cái thời gian thể ra nó sẽ quyết định về một tính chất gốc tính nhạc mặt của một tính bài tính tục thứ hai là liều trình điều trị kháng sinh là dài hay ngắn mình làm cái máy là vì sao bây giờ kháng sinh là 10 viên 5 ngày 1 ngày 2 viên là phải đến mức là ai cho thể hỏi rằng 5 ngày thì cũng có điểm 5 ngày 7 ngày thì cho 5 ngày là ít được rồi đấy cho 6 ngày thì cho 3 ngày để nhưng mà cho đến ngày 8 là sờ phải giải tin nhờ đang cho đến 8 ngày cho đến 10 ngày cái là gì ạ? Nhưng mà không cả thích đẹp tại sao được cái cảm xúc của mình 5 đến 7 ngày là bộ cho qua thời gian như vậy nhưng mà nông dân mình là do hẹn bác sĩ là tại vì họ nhìn cũng thân mình cho một cái uống 5 ngày thân nếu uống 2 ngày còn hẹn số lành lần khỏe mình rồi là con sáu việc cách phải cứ sáu là đau uống lại rồi có cái hàng xóm mà đau rồi mình cho uống bệnh nhân 3 ngày sau có uống và bác sĩ của mình đã cố gắng cụ thể để khám thuốc khám sinh với nhóm thuốc để nhân thuốc để khám thuốc vân vân của gì về lỗi đề kháng là do bệnh nhân không có được lợi nhân để khi vân vân rất là nhiều thứ mình giải thích kiểu gì cũng cho bác sĩ ấy nhưng may mắn đều là bệnh nhân năng lực bệnh nhân nó cũng là cái họ biết họ hai ngày sau họ lên là nó quan họ bệnh nhân ngày ngày luôn cái tiêu hệ bệnh nhân nói cái học nó cũng quay thầy cái bệnh nhân sai của mình ai lúc nào bác sĩ người ta nói như thế thì mình nói bác bệnh viện chúng ta thấy rất là nhiều vấn đề bệnh nhân phẫu thuật của mình bây giờ mình chỉ dùng nguồn liều nếu như có lời cũng bị dùng liều phòng trước khi phẫu thuật còn nếu không thì sau khi phẫu thuật lập tức dùng liều một liều vào liều thứ hai và ứng dụng rất tốt sản khoa tại vì sản khoa sớm nhất một các phụ lấy thai rồi là những cung hậu sản sử dụng kháng sinh nhẹ đều lên trong kẻ sư và cái đó đang tự chiếu đến bây giờ để giải thích sau đó mọi người không dùng kháng sinh hoặc một liều thì rất nhiều người cũng phản đối tại vì chỉ vì là đưa tiền cho là cái mình về đây cái mức là kháng sinh và tất cả nên là phản đối mình đã hơi phản đối từ đặt cho con cái này là một liều còn ngày thứ hai ba tháng từ đặt là cái này là nó khác khác về đặc sĩ hiệu niên là hoàn toàn khác khác là cái này là làm được và lâu bắt đầu nhất là mình không hiểu được cái thời gian thể nếu như thời gian thể ngắn ta mình chỉ dùng một lần kháng sinh một liều duy nhất không có hai ba ngày thì trường hợp nhiệt trùng nhiệt độc thức ăn cho cung cầu không phải dùng kháng sinh không cần dùng kháng sinh cho răng ăn bệnh nhiệt trùng nhiệt độc không còn là dùng kháng sinh tất cả những trường hợp thì ai nhiệt trùng hô hấp nhiệt trùng tiểu hóa nguyên còn ai sử dụng kháng tại vì không có kháng sinh trong lớp 1 thì không thể nhận tin được bạn. Thì phải kháng sinh vào
trường hợp vi khuẩn có thời gian thậm chí bất cha cũng điều trị khác thì sẽ được hạ giảm. Thế nên là mày một người vừa mày rồi chúng ta khi mà bắt nhỏ tại sao lắm điều trị khác bây giờ mình chắc có thể đem một tháng nữa hoặc là một tháng nữa đúng không? Mà chắc không có quy định là phải hiện đại cùng cái gì cũng như vậy đó. Em phải chỉ là phải phải cố là coi những cái gì đấy. Còn số nguyên đêm thức sử dụng lượng tiền thông gia 6 tháng có hiện nay là 3 tháng không xe lái chứ 2 xe lái sau này là hôm nay là 6 tháng là không cần duy trì này này giá đang cả là mô hình như vậy nếu mình không nghiêm cái này thì mình sẽ không chạy được cái phải rất nhiều người nói cái này có tiền nếu khi thông tin là mạnh ngay câu đó điều gì bắt buộc các thầy mà vì cái bài này là bắt tỉnh điều gì không thể đại diện của các thầy mà bảy thế bảy và là cái bài này cũng phải có thể vẫn nói còn gì còn không sao bảy giờ họ thấy giá thì bài ngao là bắt tỉnh là do vì cái sự văn họ thời gian phân chia rất ngắn và nó sẽ là cấp thì không bao giờ gì cũng thể mà không có cái lý gì để thầy mà cho nên đặt cấp là cấp và đặt mạng là mạng bệnh tổn thương mạng tính đó là do những cái bệnh có thời gian thì giảm giảm và nó gây bệnh tổn thương chậm chạp và rất nhiều bệnh nhưng không có bài nào cấp thành mạng nó rất xa của thành mạng cái này viêm các cấp rồi viêm các mạng diễn biến qua một khác nhau qua một tuần qua một tuần đây này viêm các cấp trong điều thành mạng điều thành mạng là bị giảm không có như vậy phải hiểu cái gì về các bảo mạng này điều họ thời gian thể là nhưng mà sau này mình sẽ phát hiện điều sai sai là tại vì biết cái bảo mạng hai cái là nhiều đừng bị đấy đừng bị là bị lâu mắt bị bệnh lâu luôn mắt tính nghe biết rồi bệnh sai nếu nói như thế là đó là nhóm thông tư về vi sinh vật bây giờ này thông tư kháng sinh thì mình học ba kháng sinh tuần trước rồi về có lâu phải không thì cả bài mình trả lời được những câu hỏi nhưng mình chỉ cần trả lời được câu hỏi này thôi là tại sao vi khuẩn chạy cọc mình không hỏi là tại sao vi khuẩn đề cọc các nhóm kháng sinh còn bây giờ tại sao vi khuẩn chạy cọc tại vì câu trả lời mình muốn biết cái này là tại vì nó sẽ trả lời một số câu hỏi khác đó là ví dụ là nhạy cảm kháng sinh hay không tế bào cơ thể của mình có chịu tác động kháng sinh hay không mình phải trả lời cho được nếu mình trả lời biết một nhạy cảm lại kháng sinh vì những cái lý do gì đó thì mình phải suy ra ngay là ví dụ là nhạy cảm và tế bào của nhạy cảm kháng sinh cho rất nhiều người nói tại vì hồi nhỏ bị nhiễm trùng bị viêm tai nhiều phẩm như nó coi có thì nó không có mọi người có nghe câu đó dù cả yên quá bây giờ nhỏ nuôi nó lớn này nó đi xem vậy nếu như các sinh nó đông như thế mà bác sĩ nó kê đấy cho mày nghĩ không mình liều mạng để cho nó lại có đông thì vậy là không được không có một cái gì nào được vậy cho tương lai của mình đó là sử dụng các sinh vật này và vì vậy nó rất là hay vì thế cho nên mình hỏi luôn cái người đưa ra cái chuẩn của mình đã như thế nào mình đưa ra cái chuẩn của nghề thì sẽ có cái này em rất là nhiều mình thế nào là dẫn sẽ cái điều nói bộ cái đi có quan sử dụng là cái nhà mình đã phải là dùng thuộc thôi nhưng mà nếu cái chuẩn đó ra thì nó cái nhà mình sẽ là nhưng sử dụng không nên một lần mấy khó mà là mấy cảm thấy sử dụng các thích đúng liều, liều tinh, đối tượng, thuộc loài những sinh vật kế bệnh, góc sử dụng các thích cơ bản, vân vân rất là nhiều khác. Mình lại nói như thế thì các vị khẩu hiệu cũng bán, là khi mà chuẩn đầu ra cũng cần mọi lần gì họ đều biết cái đó. Thế nhưng mà họ bị cả, họ đi nói như thế này, làm vô rất là quen. Thế nhưng mà đến khi họ là tại sao dùng các thích này mà không dùng các thích kia,
và bắt đầu tạo ra những thuốc. Thậm chí các bác sĩ chuyên khoa của mình là làm một đề tài về nhiễm khuẩn và kháng sinh, làm đến hai lần, nhưng mà để tiến sai cơ quan bệnh nhân tới kháng sinh, nói cả những thuốc quá những cái bệnh viện tập trung như thế thì là dùng như thế là chết. Cái đó là máy mình phải thay cái như thế, thay cái như thế là bệnh viện tập trung. Chỉ cần cảm thấy chịu bệnh cái đó để tạo ra sản phẩm có nguồn kinh phí hoặc là bệnh viện bởi vì như vậy là làm được. Nếu mình trả lời được câu hỏi này thì phải học thuộc định nghĩa kháng sinh. Định nghĩa kháng sinh chúng ta thuộc cấp có thể như thầy là thuộc ba định nghĩa kháng sinh vậy. Đấy là định nghĩa không cần phải học. Vì thế học bệnh viện lấy cái danh thuộc họ cho ban trong nhóm loại nào kháng sinh đánh dấu vào có thể là bắt đầu đánh dấu lý tí la cái có loại nó phải kháng sinh. Có những người rất là giải cao ở cái mối ý nghĩa này là giải cao là như vậy quay lại đến những kháng sinh. Kháng sinh là những thành phần hóa học có tác dụng cao của năng dịch thuật để nó rồi, nhưng mà đặc trọng có câu rất là quan trọng đó là có tác động là mất tự nó tác động của mất tự đó là có quan trọng nhất mà mình buộc phải nói chuyện. Bởi vì trong thực tế mình phải trả lời cho bệnh nhân rất nhiều vấn đề. Bệnh nhân tương lai của mình là những bệnh nhân có tiền đồ chẩn đoán khác nhau. Bây giờ là bác sĩ mình đang làm việc để mà tâm bệnh là bệnh nhân của mình rất lớn, bệnh nhân của mình cái vị trí cả khoa bệnh viện là phó thang của bác sĩ ấy. Bác sĩ làm kia làm này kia rất tâm kể là từ những xét nghiệm làm tiền trong cái xét nghiệm đó làm được nhiều việc nhiều vậy là bệnh nhân quá thành công làm nhiều. Thực ra sau này thì cái lai của mình đó là một hướng xét nghiệm cái gì điều gì cái gì và có giải thích như vậy mình đã cái này nên làm này làm hết cái này không cần làm cái gì mà điều gì như thế này có thể xảy ra cái này có thể xảy ra cái này thì bây giờ bác sĩ là phó thăng bệnh nhân phó thăng cho mình nhẹ nên là gì nhưng mà rất là gần và bây giờ đã xuất hiện rồi như thứ sáu anh con hội gì người nhà bệnh nhân qua bệnh nhân mình đã có thắc mắc gì có thắc mắc gì còn biết con gì còn cái con bệnh nhân là khách hàng họ quyền sức lực mà xã hội mình đã phải thuộc lắm bỏng nghề đã rất kỹ lên và mình dùng bảo là thuộc này tập nó bệnh nhân họ sẽ tăng lên và bác sĩ cũng giải thích đây với họ cho tiêu chuẩn này là bác sĩ của mình đã phản ứng cái là để mà làm bố phòng một xong lại cho làm cái thật thôi công giáo cũng bấm vào đây lại rút lại bấm đầu tiên cái rút lại và nó có tên nó bỏ ra bỏ nói như thế để mình yêu rằng nếu mình không giải thích đầy đủ là mình sẽ làm dùng cái sự tín nhiệm của người bệnh và mình sẽ ra những cái ý lệnh và mình sẽ tiến hành một biện pháp điều trị hoàn toàn kỹ hay là nếu như mình không hiểu là biết cô nhiều tác động kháng sinh ở mức thấp thì bây giờ cô có tác động đến cái quan không có nhận diện cái quan không có chắc có nó có kháng sinh có phải kháng sinh hay không bây giờ có ra mấy bồn là tạo cho mình ngon nhận diện cái quan nhưng ta dùng tay được bệnh viện nhiều thế nó có phải kháng sinh hay không mình học nhiều đâm chỉ là axit mình dùng cái axit đang không nói axit loãng không nhận diện cái quan nên giả thế bệnh chứng của mình hiện nay là cô mình đốt đấy mình đưa thân xanh còn lại có lại axit độ lên như vậy tác động cồn axit hay là các chất kháng khuẩn khác để con tìm hiểu khá sâu như vậy mình phải giải thích quan trọng nào không phải vậy tác động vào thân từ thì mình xem lại một cái của ngoài các thứ đó là cái kẻ tác động là nó sẽ trả lời quả này như vậy một trong các khâu quá trình chuyển hóa của phổi là tìm kháng sinh nó tác động cho nên tiêu hóa không quá trình chuyển hóa lại có bị nhiễm nhẹ hoặc là ức chế hoạt động của phổi hoặc là ức chế hoạt động của phổi hoặc ức chế hoạt động của phổi hoặc ức chế hoạt động của phổi làm cho vi khuẩn này nó bị chết. Nếu một trong các khâu chuyển hóa này mà chưa tác động kháng sinh thì vi khuẩn nó sẽ giải tỏa còn không có khâu chuyển hóa
không không có không nào chuyển hóa một tế bào đó mà chưa tạo ra cái gì thì sẽ không tác động ví dụ sẽ hoàn toàn không vì có không chuyển hóa nào vì hạn ví dụ hoàn toàn không chuyển hóa nào hạn chế thì không có không nào hạn chế tác động gì đâu mà chưa tế bào các em có mình với nhau nào bởi mục tiêu tiền đó là liều rất là cao bởi liều tạo ra một cái khuẩn thì chỉ ảnh hưởng đến cái khuẩn vì chuyển hóa của cái khuẩn chỉ bằng 1/1000 so với tế bào cho nên là ảnh hưởng đến cái khuẩn tế bào mình gần như không tác động nhưng mà đó là nói về cơ chế sinh lý bình thường và những người bệnh lý khác cần người có cái này để được đưa vậy để mình xin các bác sĩ không có bệnh gì đó cấu trúc hoạt tính chất rất là đặc trưng.
vì vậy là xuất hiện cái ngành mới đó là ngành trung học, và bên trung học ra đời năm 2006 và ngày nay trở thành ngành quan trọng nhất của thành phố Hải Phòng. Tất cả mọi phương án điều trị, mọi biện pháp chuyên môn và mọi công nghệ sinh học đều liên quan đến việc như vậy. Ví dụ là nền tảng bây giờ chỉ là phân tán các bệnh trong cộng đồng của mình, bây giờ là đó chỉ là phân tán các bệnh thì không điều trị được hiện nay là do tất cả các bệnh nhưng mà chỉ không hiện nay trong cộng đồng là do còn bệnh chuyên môn thì bệnh lão bây giờ chỉ đồng lên nhất chứ còn cái bệnh thế ngang bệnh tạ bệnh lì thấy chả ai thấy bệnh đó thế nhưng mà ví dụ là số trước đây ai chân miền này sơ này và bây giờ nó bùng lên liên tục đó là những cái vì sao mình nó không tốt thì có rất nhiều lý do. Lý do thứ nhất là mình hiểu nó là mơ hồ bằng cái định nghĩa đầu tiên, ví dụ là tác nhân nhân nhỏ nhất giống như bị thiên văn là không nhìn được bằng mắt của thiên văn thì nhìn thấy có nghĩa là không chạy cũng bị chạy và chạy lại nó và suy ra một cái này chắc là rất đơn giản, nó nhỏ cũng chẳng có gì. Như vậy những người mà không nghề nó nhỏ nhỏ đơn giản sai nó bây giờ là không phải nhỏ đó là cộng dụng rất là lớn nhưng bây giờ nhỏ cũng là có bỏ cho nên là cái suy luận này là sai. Cho nên định nghĩa này là định nghĩa mình không quá một tí cho biết là một định nghĩa chính đi không có định nghĩa là đi học năm tháng bài giáo sư mười năm biệt về định mình phát sinh nhân đang là đưa ra cái định nghĩa này và áp dụng lên toàn thế giới cho đến ngày nay vì đó là định nghĩa được nói là gần gũi nhất là cái lúc giải thích được mọi vấn đề bệnh lý của virus ký lừa kết quả nhưng nằm trong định nghĩa này chỉ cần thuộc định nghĩa này thì gần như mình kiểm soát cơ bản các bệnh rất nhiều nhà quản lý hiện nay là không nằm định nghĩa này và cả cái đó là rất nhiều thay đổi của mình không nằm định nghĩa này cho nên để khi đụng chạm đến bệnh virus là không biết gì cả và mà nhái thì để làm mình đã một cái văn bản của cô cái đại diện phòng đề nghị phòng tái trách nhiệm mà đưa ra cho các tỉnh thành tuần trước thì đưa như thế tuần sau mà tuần sau thì là đã hải quan rồi là nhau đưa quên có nghĩa là cả nhà quản lý của mình không đề nghị như thế này cho nên là sai sao long mình gì vậy đó à đó là long đầu tập long mẹ có áp dụng cái định nghĩa của nó đó là áp dụng mấy cộng lớp các cái bệnh mình ra đây năm 2012 có hiệu lực năm 2013 vẫn coi đó là các cái bệnh mà như thế thì nó sai lầm nặng. Ngày nay thì tốt nhất là mình sử dụng tiền như này và từ nay mình cũng sẽ học tiền như này một tí và những cái còn là nhỏ thôi. Thứ nhất, ví dụ là một đơn vị sinh vật đặc biệt. Cái này đầu tiên nói chứ ngoài là sinh vật. Bên kia là định nghĩa là ví dụ là sinh vật chứ còn vào tế bào nhưng bây giờ khác đi ví dụ chưa phải là sinh vật chưa phải sinh vật rồi mình được hỏi nhưng mà sinh vật là sai mình sử dụng phải là thực vật mình sử dụng nhiệt mình hấp mình đốt nóng lên còn cái đóng mình được lấy bằng chăm phong lấy bằng cái nhất vân vân mình đỡ phó với công tác nhất mà chưa bao giờ xong cả cho nên nó cũng hề nhẹ và cũng mình vẫn lấy nhiệt nếu nhiệt độ mắt đến như là lấy bạch thì nó không mấy độ che vào nhiệt của hè thì ví dụ cái bài nhiệt hoặc là nhiệt cái độ hóa thì nó vẫn sống được như và mình nhiệt phải được mặt bạch trong lúc đó nếu bây giờ theo lý thuyết có nghĩa là nó sẽ bị tiếp xúc nhưng mà thực ra vì nó chưa hay chết không hiểu rồi vì chết thì chỉ có đơn sống bởi hắn gọi là chết thì mày nói chứ phải là sinh vật cho nên mình phải đổi bỏ bỏ vào nó an toàn hoàn toàn đây là hình ảnh của cái thuốc sữa mà đây là cái dài nó có một cái bọt khác thì
Yeah.